qua đang ở trang 370 trăm uh, à rồi đấy tức là kiểu luôn luôn đúng không nghĩ cho ai khác này hay là luôn luôn kiểu hướng đến cái lợi ích tối cao lợi ích uh, nhất của người ta she would have written all this to you but if the owl had been intercepted you all, you would have uh, you you'd all have been in real trouble And she can't say it for herself because she's on duty tonight. Nào, bà ấy đúng ra ấy thì sẽ viết thư cho tất cả các con. Nhưng mà nếu như con cú nó từ từ, nhưng nếu như con cú gửi thư ấy nó bị gọi là bị đánh cắp vào tối nay thì tất cả các con sẽ sẽ gọi là gặp đối mặt với lại những cái rắc rối nó vô cùng là 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 nghiêm trọng. Đấy, và bà ta không thể nào mà. Say it for herself, tức là kiểu bà ấy không thể nào đứng ra đảm bảo được ấy, bởi vì là bà ta đang không bà ấy không thể nào tự mình nói cái điều này với các con được bởi vì bà ấy đang phải canh tuần vào tối nay đấy đang phải đi tuần tra vào tối nay nhé on duty ấy, tức là kiểu đang phải canh gác đúng không đang gọi là trong cái uh, thực hiện nghĩa vụ của mình rồi intercept tức là cái lá thư ấy, nó được gửi xong rồi tự nhiên nó bị gián đoạn. Đấy, mình tác động vào, đúng không? Sau này mình lấy cái thông tin của nó, thì gọi là intercept nó. On duty, on duty doing what? Said Ron quickly. Never you mind. Just stuff for the order. Said Sirius. So it's fallen to me to be the messenger. And make sure you tell her I passed it uh, all on. Because I don't think she trusts me too. Uh, mẹ em, gọi là mẹ cháu phải làm gì cơ? Mẹ cháu phải gọi là thực hiện cái nghĩa vụ làm gì cơ? Ron nói rất là nhanh. Ơi cháu không cần phải bận tâm đâu Chỉ là những việc cho hội phượng hoàng thôi Đấy Sirius nói này Thế cho nên là nó đã Cái trách nhiệm nó đã rơi Nó đã thuộc về chú Là phải trở thành cái người đưa thư Cái người đưa tin Và phải đảm bảo rằng And make sure... À phải đảm bảo rằng là Các cháu phải nói bà ta rằng là chú đã truyền thư Đã truyền tin rồi Bởi vì chú không nghĩ rằng là bà ta tin tưởng chú đâu cái gì đọc không không anh đang đọc cái cuốn gì nhỉ uh, nó có tên là kiểu how I made two million dollars in the market ừ. tôi đã kiếm 2 triệu đô từ thị trường như thế nào <laughs> đọc đọc nó giống kiểu là bây giờ nhiều khi nó rất là relatable ấy. cái cuốn sách đấy ừ, cũng đang gọi là xem đầu tư mà nào đừng có bận tâm đừng có mind đúng không đừng có gọi là quan tâm đến cái thứ đấy làm gì rồi tiếp theo đó là passed something on. Đúng không? Vậy thì tức là à truyền nó đi thôi. Rồi trust tin tưởng ai đó này. There was another pause in which Cruikshank's mewing attempted to paw Sirius's head uh, and Ron fiddled with a hole in the hot rug. Nào có một cái sự im lặng đấy, một cái sự im lặng nữa gọi là diễn ra trong cái cuộc hội thoại đó. Mà trong đó cái con mèo cúc xăng nó kêu meo meo và nó nó đang cố gắng để mà có thể chạm vào đầu của Sirius trong lò sưởi. Và Ron thì đang nghịch nghịch một cái lỗ ở trên cái thảm trải trước lò sưởi. Là chúng ta sẽ có từ mew ở đây nhá, tức là kiểu nó kêu meo meo ấy, đúng không? Ở thêm tức là nó cố gắng trong cái việc làm gì. Uh, paw chân trước dùng dạng động từ tức là đặt cái chân đấy lên một cái vị trí nào đó. Nhá, paw rồi. Rồi đặt cái chân đấy lên đầu của series này. Fiddle đúng không? Fiddle tức là kiểu linh gọi là nghịch linh tinh, nghịch loang quang thôi. Kiểu cứ ngồi vân vê hay là vo vê một thứ gì đó ấy thì đó là fiddle. Đó, các bạn đã bao giờ nghịch cái thứ mà nó gọi là fiddle spinner chưa? Tức là cái gọi là cái xoay xoay đúng không? Chúng ta cứ thế cầm ở trên tay xong rồi nó cứ thế nó xoay ấy thì cái đấy nó gọi là cái fiddle spinner. Đó và khi mà chúng ta gọi là fiddle around nhá thì tức là kiểu mình cứ ngồi mình nghịch linh tinh. Right. So you want me to say I'm not going to take part in the defense group He muttered finally Me? Certainly not Said Sirius looking surprised I think it's an excellent idea You do? Said Harry, his heart lifting Thế chú Chú muốn nói với cháu rằng là Không, chú muốn cháu phải nói rằng Cháu sẽ không tham gia vào trong cái hội um, Phòng vệ uh, Ron thì thầm Sau cùng tức là kiểu sau một cái khoảng thời gian ngập ngừng đúng không? Chúa tất nhiên là không rồi. Sirius nói này nhìn vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Chú nghĩ rằng đó là một cái ý kiến tuyệt vời. Excellent, đúng không? Đấy. Chú nghĩ thế. Harry nói và team của nó làm sao? Lift tức là kiểu ý của nó là cái tinh thần ấy, nó dâng cao. Nha cái tinh thần nó dâng cao, nó phấn chấn hơn. Lift. Các bạn đã bao giờ nghe được cái từ mà gọi là uplifting chưa? Right. thì thường nó miêu tả những thứ gì ấy, đem lại trạng thái phấn chấn cho người khác uplifting à, ví dụ music Đã, và tất nhiên rồi Uplifter tức là cái thứ mà nó khiến mình vui hơn đó uh, of course i do uh, set series do you think your father and i would have lain would have lain down and taken orders from an old hat like umbridge tất nhiên là chú chú nghĩ như thế rồi cháu nghĩ rằng bố bố cháu và chú sẽ Quy phục và nhận mệnh lệnh từ một cái con mụ già như là cái bà Umbridge sao Đó, quy phục bởi vì lay down ý của nó có nghĩa là uh, nằm thấp xuống Đấy, có thể hiểu trong văn cảnh này tức là bị quy phục Take orders, à, nhận mệnh lệnh Ohack oh, tức là cái con mụ già Rồi tiếp theo, dùng nhá, thường để mà nói đến uh, người già Rồi, bất này Last term all you did was tell me to be careful and not take risks nhưng mà năm học kỳ trước tất cả những thứ gì chú nói với cháu chú làm đó là nói với cháu rằng là hãy cẩn thận và đừng có mà mạo mạo hiểm liều lĩnh. Last year all the evidence was uh, was that someone inside Hogwarts was trying to kill you. Harry said Sirius impatiently, this year we know there's someone outside Hogwarts who lied to kill us all. So I think learning to defend yourselves properly is a very good idea. And if we do get expelled Hermione asked a quizzical look on her face. Ờ, năm ngoái thì cái bằng chứng đó là ai đó bên ngoài Hogwarts đã cố gắng để mà giết cháu Harry. Sirius nói một cách rất là nôn nóng, không có patient được, không có kiên nhẫn được. Năm nay thì chúng ta biết rằng đã có người nào khác bên ngoài Hogwarts người mà muốn giết tất cả chúng ta, kiểu Woodline đại wood Thế cho nên chúng nghĩ rằng là học để mà có thể tự phòng vệ bản thân mình một cách chuẩn chỉnh thì đó là một cái ý kiến rất là tốt. Proper mà, đúng không? Đấy, chuẩn chỉnh, hoàn chỉnh, hoàn thiện, đầy đủ. À thế thì nếu như nhỡ như bọn cháu bị đuổi học thì sao? Hermione hỏi này, một cái vẻ mặt quizzical. Một vẻ mặt khó hiểu ấy trên gương mặt của cô ấy. Quiz, đúng không? Ý của nó là cái câu đố, giống như ở đây này, cái vẻ mặt như là đang bị đánh đố ấy. Rồi. Hermione Um, toàn bộ thứ này là ý của cháu mà à ý của cậu mà Harry nói này bắt nhìn chằm chằm về phía của cô ấy this whole thing đúng không toàn toàn bộ cái ý này rồi tớ biết đó là ý của tớ này tớ chỉ tự hỏi rằng là what serious thought tức là cái thứ gì mà chú Sirius nghĩ thôi đấy cô ấy nói và shrugging tức là nhún vai một cái well better expelled and be able to defend yourselves than sitting safely in school without a clue Set series Sirius, uh, thà là bị đuổi học và có khả năng để có thể tự phòng vệ bản thân mình còn hơn là ngồi một cách an toàn ở trong trường mà không hề biết điều gì xảy ra. That without clue tức là kiểu don't know anything. Here uh, here, uh, Seth set Harry and Ron enthusiastically. So Seth Sirius, how are you organizing this group? Uh, where are you meeting? Well, that's a bit of a problem now. Said Harry, don't know where we're going to be able to go. Nói hay lắm, nói hay lắm. Harry và Ron đều đồng thanh, nói một cách rất là nhiệt huyết, Đấy, đầy sự gọi là hưng phấn. Cái từ này này, nó giống như kiểu bây giờ mình, mình dơ cái cốc rượu của mình lên ấy, xong rồi mình hưởng ứng cái lời nói của người ta. Đấy, here here, đúng không? Thường gọi là nói hay lắm, nói hay lắm. Well said, đúng không? Rồi, Sirius nói, các cháu đang tổ chức cái nhóm này như thế nào vậy? Nơi nào các cháu đang gặp nhau vậy? Ừ. Ờ, nó dùng tiếp diễn đúng không? Bởi vì cái việc này đang diễn ra mà Ờ đó là Nó là một vấn đề đấy Bây giờ thì nó lại là Tương đối là một vấn đề đấy Bọn cháu không biết Bọn cháu sẽ Where we're going to be able Bọn cháu không biết nơi nào Bọn cháu sẽ có thể đến Đúng không? How about the shrieking sh shack? A suggested series, that's an idea, said Ron excitedly. But Hermione made a skeptical noise, and all three of them looked at her. Sirius's head turning in the flames. Ờ, thế thì cái lều hét thì sao? Lều la hét thì sao? Sirius gợi ý như thế. Ừ, đó là một cái ý đấy. Một ý tưởng hay đấy. Ron nói một cách phấn chấn, hưng phấn. Từ shriek, đúng không? Tức là zit lên, hét lên. Đấy, và shack, tức là lều. Rồi, nó gọi là kiểu túp đều tranh hai trái tim vàng nhỉ? Shack up with somebody, uh, shack up cup uh, with somebody, tức là sống thử với ai đó nhé. Không không, hear hear ở đây là kiểu nói hay lắm, nói hay lắm. Đây, đây. Right. Không, còn nghe này nó giống như kiểu là listen, listen, right? Còn hear hear nó là cái lời hưởng ứng nhớ nhá share cup with somebody thì tức là kiểu sống thử với ai đó đấy à, rồi dọn về nhà nhau ở ấy. ok tiếp theo này uh, nhưng mà harmony thì lại tạo ra một cái tiếng ồn mà nó đầy sự hoài nghi và cả ba cả ba bọn họ thì nhìn về phía của cô ấy đầu của Sirius thì turning in quay về phía đống lửa đó tức là kiểu bình thường cái đầu nó đang hướng ra bên ngoài nhưng mà bây giờ nó đang quay về bên trong rồi Skeptical tức là mình đang có sự hoài nghi đau phu. Right. Rồi tiếp theo, in the flames đúng không? Để trong ngọn lửa, cháu gì khó cả. Đấy. Rồi nhưng mà flame, flame này, uh, old flames thì nó lại là tình cũ nhé, cái giống kiểu ex, Đấy. Uh, người yêu cũ. Rồi well này, serious. Uh, it's just that there were only four of you meeting in the shrieking shack when you were at school, ceremony uh, and all. And all of you could transform into animals And I suppose you could all have squeezed Under under a single Invisibility cloak If you wanted to uh, Chú ơi Đúng không? Nó chỉ có điều đó là Có bốn người bọn chú Gặp nhau trong cái lều Four of you Có bốn người Ở đây từ từ đã Bốn người bọn chú Gặp nhau trong cái lều la hét khi mà um, Chú còn đi học thôi hôm đi nói này và tất cả các chú có thể biến hình trở thành những cái con động vật và cháu cho rằng tất cả các chú có thể gọi là nhét vào dưới hay là kiểu có thể chui vào vừa dưới một cái áo choàng tàng hình đấy, nếu như mà các chú muốn rồi thì đây ý của nói nói về ngày xưa là Sirius họp nhau ở trong cái lều La hét và tất cả mọi người đều biến thành những cái con động vật để mà đi vào trong cái gọi là cái căn phòng đó đấy chứ còn đây là cả một cái tổ chức cả một cái nhóm người rất là đông nó không thể nào mà nó kiểu vào trong đấy được đấy, squeeze thì đó là um, bóp hay là nén hay là ép và đây nhá coi này kiểu chen chúc người đúng không dưới một cái áo choàng <laughs> mà main squeeze thì nó lại là, là kiểu bồ của tôi right. từ nãy giờ toàn nói đến những từ như kiểu là bồ bịch xong rồi là, 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 là sống thử các thứ nhỉ đây right. bởi vì là từ nó đang đi theo chủ đề ấy. Old flames đúng không? Thì tức là người tình cũ Còn uh, uh, My squeeze hay là my main squeeze Thì đó là kiểu Con bồ của tôi right. Tiếng lóng đó. Rồi tiếp theo này áo trang tàng hình Cloak áo trang mà But there are 28 of us And none of us is an Enimagus So we wouldn't need to uh, We wouldn't need so much an invisibility cloak As an invisibility uh, Mercure Từ từ nhưng mà có 28 người bọn cháu Và không ai trong số bọn cháu là một người hóa thú Thế cho nên bọn cháu sẽ We wouldn't need So much Rồi ý của nó ấy, có nghĩa là kiểu như Là từ từ Thế cho nên bọn cháu cũng sẽ không cần đến Một cái áo choàng tàng hình đâu Đấy ừ, Bởi vì kiểu như cũng không vừa Đúng không? không thể nào mà kiểu chui vừa được Còn cái mực này này Cái McKeer này này Từ này nó từ này nó nói đến một cái mặt nạ trong uh, dạ hội được đấy, mặt nạ trong dạ hội thường ấy, nó khác cái từ mask ở chỗ là mask nó có thể chung chung nhưng mà mercure thì nó phải là kiểu trang trí trong dạ hội cơ đấy thì nó mới được dùng được nhá thì chúng ta sẽ hiểu là như vậy ở fair point set series looking slightly crestfallen well I'm sure you'll come up with somewhere uh, there used to be A pretty roomy secret passageway Behind that big mirror On the fourth floor You might have enough space to practice jinxes Here Ở à, đâu, in there Ờ, um, cũng hợp lý đấy Sirius nói, nhìn vẻ mặt nó hơi hơi Tiêu nghỉu một chút Buồn giàu một chút, thất vọng một chút Chú chắc chắn là các cháu sẽ nảy ra Một cái nơi nào đó thôi đấy, Đã từng có một cái lối đi bí mật Có khoảng trống rất là lớn Đấy, phía đằng sau cái bức gương uh, trên tầng 4 có thể các bạn các các cháu sẽ có đủ không gian để mà luyện tập những cái lời nguyền ở đó. Ok thì chúng ta sẽ có từ fair point đúng không giống như là à cái luận điểm này này nó fair nó hợp lý mà crash fallen tức là kiểu mặt nó buồn đó cái 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 gọi là cái, cái sự uh, làm sao nhỉ buồn bã đúng không nó buông xuống rồi come up with something tức là nảy ra một thứ gì đó nhé nghĩ đến được nó roomy Đấy, tức là kiểu có room có khoảng trống cái room á nó là space giống cái từ spacious mà các bạn biết đấy nha có khoảng trống có nhiều không gian passage way lối đi này hết rồi đúng không right. friend George told me is blocked said Harry shaking his head kept in or something oh uh, said Sirius frowning well I have to I'll have to think No, I'll have a think and get back to Fred và George đã nói với cháu rằng là nó đã bị chặn lại rồi Chặn lại rồi Harry nói này, lắc đầu của mình Nó bị biết lại hay là một cái việc gì đó ấy Một cái hành động gì đó xảy ra ấy ừ. Từ này nó có hai ý nghĩa nhá Một, nếu mà dùng dạng chủ động thì tức là cái hầm nó sập Nó Kevin tức là nó sập Thứ hai, đó là nó bị Kevin tức là nó bị lấp lại để thì đây nó dùng ở dạng bị động này, À từ từ, nó cũng có thể đang dạng chủ động cơ, cứ hiểu nhá. Kevin, có nghĩa là bị bịt kín, đấy à. hoặc là nếu mà chủ động thì tức là nó sập, bản thân nó sập đó. cái hầm nhá, cái hầm nhá. Rồi, um, oh, serious nói và câu mày này, um, chú sẽ phải nghĩ về nó và sẽ quay lại nói với các cháu sau. Nào, have a think. Đây các bạn thấy là kiểu từ think nó dùng ở dạng danh từ chưa Đấy, tức là phải suy nghĩ một một thời gian. He broke off. His face was suddenly, suddenly tense, alarmed. He turned sideways, apparently looking into the solid brick wall on the fireplace. Serious, said Harry anxiously. But he had van vanished. Uh, ông ấy đang nói và tự nhiên ông ấy ngắt lời lại. Gương mặt của ông ta tự nhiên là căng và đầy sự cảnh giác. Ông ta quay về phía ngang, có vẻ là đang nhìn vào cái bức tường cứng cái bức tường gạch cứng của cái lò sưởi. Vậy chúng ta sẽ có từ tense, nó không phải là thì thời mà đây tính từ thì tức là căng nhá. Alarmed tức là kiểu đã bị báo động rồi. Vậy đang cảnh giác. Sideways đi ngang đúng không? Thị trường đi ngang. À, cái gì nhỉ? Solid brick wall tức là cái tường gạch cứng. Đấy bởi vì từ solid cứng mà. Hết rồi. À, Harry nói này, à, chú ơi, nói một cách rất là bồn chồn lo lắng. Nhưng mà chú ấy đã vanished, biến mất rồi. Harry gaped at the flames for a moment, then turned to look at Ron and Hermione. Why did he... Hermione gave a horrified gasp, horrified gasp, and leapt to her feet, uh, still staring at the fire. Uh, gap, tức là chố mắt, nhìn về cái đống lửa trong một thoáng chốc, và sau đó thì quay đầu ra để mà nhìn về phía của Ron và Hermione. gap. Nó không phải là gap nhé, Gap là danh từ đúng không? Đấy, nhưng mà đây là gap cả cái động từ của nó đó. Rồi. Tại sao mà chú ấy lại harmony um, harmony kiểu há mồm ra xong rồi là hít lấy hơi vào một cách rất là hoảng sợ và sau đó thì nhảy cẫng lên vẫn đang nhìn chằm chằm và đống lửa. Đấy, có từ gas nó là như vậy nhưng mà horrified tức là cái sự kinh hoàng nhớ xong rồi là kiểu rất là sợ sệt cảm thấy ám ảnh nó có cái trạng thái cảm xúc của nó. Thế rồi vẫn đang nhìn chằm chằm stare. Thôi. A hand had appeared among the flames, groping as though to catch hold of something. A stubby, short-fingered hand covered in ugly old-fashioned rings. Một cái bàn tay thì nó đã xuất hiện trong số những cái cả... từ từ trong um, cái cái đám lửa. Nó đang mò mẫm của quạng như thể đang cố gắng túm lấy một thứ gì đó. Một cái bàn tay Stubby. Uh, hơi khó để mà miêu tả từ này. Một cái bàn tay có những ngón tay ngắn và uh, cục mịch. Đấy và cục mịch này được được uh, bao phủ xung quanh trong những cái được đeo xung quanh bởi những cái những cái nhẫn mà nó gọi là nhẫn cổ và vô cùng xấu xí. Chúng ta sẽ có stub, stub tức là một cái đầu nó bị cụt đó đầu nó bị cụt cái phần ngọn của nó đi thì nó là một cái stuff Right. ví dụ nhá cái đầu thuốc lá khi mà các bạn hút no khi mà kiểu nó được hút hết rồi ấy, thì nó gọi là một cái stuff Right, cigarette stuff uh, từ từ no là no, no. cigarette stuff cigarette đấy đầu thuốc lá được chưa uh, uh, stuff uh, và đồng thời ví dụ như mà cái dâu mà nó bị cạo ấy thì lúc này cái dâu đinh nó mọc ra nó cũng gọi là cái stuff Thứ hai, cánh tay mà bị cắt cụt đúng không? Nó chỉ còn cái mấu ở gọi là phần còn lại thôi ấy, thì nó cũng gọi là cái stub Thế cho nên là stubby à, Là miêu tả những thứ gì nó cục cục mịch nhé Đó, cục mịch Nhất là đi với bàn tay ở đây Đấy, kiểu như nó bị cụt cụt rồi ấy, đúng không? Nó ngắn, nó không thể nào mà vươn dài ra được đó Right, stubby Ok, tiếp theo Old Fashioned Rings, những cái nhẫn mà nó rất là xấu Xong rồi nhẫn cổ Uh, the three of them ran for it. Uh, at the door of the boys' dormitory, Harry looked back. Umbridge's hand was still making snatching movements amongst the flames, as though she knew exactly where Sirius's hair had been moments before and was determined to seize it. Cả ba đứa thì chạy, chạy toán loạn. Tại cái phía cánh cửa dẫn đến ký túc xá của bên nam thì Harry ngoái nhìn lại cái bàn tay của bà Umbridge thì đang vẫn đang thực hiện những cái cử chỉ hành động túm giật vồ ở uh, trong ngọn lửa như thể là bà ta biết chính xác là cái mái tóc của Sirius đã ở đâu những cái khoảnh khắc trước đó và đang nhất quyết là túm lấy nó ở chúng ta sẽ có cái từ snatch đó là giật này và đây là snatching movements những chuyển động đúng không những cái cử động hành hành động gọi là giật giật túm hay là kiểu rằng lấy một thứ gì đó rồi hẹn pin đúng không cái này cái tóc này hẹn pin một vài khoảnh khắc trước Đấy, và determined tức là kiểu có cái sự cương quyết nha khăng khăng hay là nhất quyết phải làm gì seize tức là túm lấy giành lấy rằng lấy Đấy. Right. rồi Dumbledore's army tức là cái đội quân của Dumbledore cái gì nhỉ cái cuốn sách này chúng ta kiểu đọc đến đây thôi cũng cảm thấy là hơi oải oải đấy các bạn thấy là nó khá là dài được 370 mấy trang rồi đội quân của Dumbledore nhá đọc nốt tầm khoảng xem uh, nào đến đâu nhỉ đến đây đi right, rồi end nhá right, đọc rất là nhanh này Umbridge has been reading your mail Harry there's no other explanation cái bà Umbridge thì đã đọc thư của cậu rồi Harry không có bất cứ một cái sự giải thích nào khác uh, explanation You think Umbridge attacked Hedwig? Uh, he said, outraged. I'm almost certain of it. Uh, he said Hermione grimly. What your frog is escaping? Cậu nghĩ rằng là cái bà Umbridge bà đã tấn công con cú Hedwig của tớ à? Uh, Harry nói và cảm thấy rất là giận dữ, phẫn nộ. Tớ gần như chắc chắn về điều đó. Hermione nói một cái vẻ mặt vô cùng là u ám. Cẩn thận con ếch của cậu kia nó đang nhảy. Nó đang trốn thoát. Sao lại con ếch nhỉ? à hiểu rồi, tức là nó ở trong một cái phòng học đúng không? biến hình xong rồi là nó có một cái mẫu thử đó là con ếch, nhá. Yeah. Watch your frog. Rồi Harry uh, pointed his wand, pointed his wand at the blue frog that had been hopping hopefully toward the other side of the table. aco and it zoomed gloomily back into his hand. Uh, Harry chỉ đũa thần của mình vào cái con bu frog đó và cái con mà nó đã nhảy cóc một cách đầy hy vọng hướng về cái phía bên kia của cái bàn ACO và con cóc thì nó phóng một cách rất là ảm đạm về ngược trở lại bàn tay của Harry. Tức là thế nào ý của cái cái câu này này? Tức là cái vẻ mặt con cóc này. Nó 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 nhẫn nhục đúng không? Hay là kiểu như là nó chấp nhận Đấy vẻ mặt nó vẫn rất là gloomy. Chúng ta sẽ có cái từ đây hop, hop là nhảy theo kiểu kiểu nhảy vòng cung đó ấy nó có nó có một cái con đó là grasshopper nhỉ đó là cái con châu chấu à châu chấu thế thì từ từ zoom phóng gloomy tức là thứ gì mà nó u ám ảm đạm rồi charms was always one of the best lessons in which uh, in which to enjoy a private chat there was in, there was generally so much movement and activity that the danger Of being overheard was very slight. Cái tiết học bùa chú thì nó luôn luôn là một trong những cái tiết học tuyệt vời nhất mà trong đó à. hình như nó dùng ngữ pháp ở đây không ổn cho lắm. Đấy bởi vì In which bình thường nó sẽ có sv đúng không? À nhưng mà thôi không sao chúng ta lướt qua cái vật về ngữ pháp đi. Tức là à trong đó để mà có thể um, có được một cái cuộc nói chuyện riêng tư với nhau rồi thì uh, nhìn chung thường thường thì có rất là nhiều chuyển động và hoạt động ở trong lớp thế đến cái nỗi mà cái rủi ro để mà bị nghe lén thì nó vô cùng là thấp đấy cái cái đấy nó rất là slim đúng không nó rất là slight đấy, tức là cái tỷ lệ nó slide nó thấp being overheard tức là bị nghe lén ừ. rồi còn over here nó là gốc từ của nó nhé today này with a room full of croaking uh, bullfrogs and coying ra ravens. And with a heavy downpour of rain clattering and pounding against the classroom windows, Harry Ron, Hermione's whispered discussion about how Umbridge had nearly caught Sirius when quite unnoticed. Ngày hôm nay với căn phòng mà nó tràn đầy những cái con ếch nó đang ộp ộp và những cái con quạ nó đang quạc quạc Uh, và cùng với đó đó là một cái cơn mưa rào rất là lớn nó đang đập lã trã vào cánh cửa sổ của phòng học thế cho nên là những uh, thế cho nên là cái cuộc thảo luận mà trong trạng thái thì thầm của ba đứa về cái việc làm thế nào mà Umbridge đã có thể gần như bắt được Sirius thì nó có thể diễn ra mà khá là không bị chú ý Đấy, ngữ pháp của câu này tương đối cao Đấy chưa? nhưng mà nó sẽ có những cái vế như thế này. Ví dụ nhá, ở trên lớp thì mình sẽ phân tích ngữ pháp như thế này. Right, today đây uh, trạng ngữ đúng không? Nói đến bối cảnh này, with thì nó sẽ là with something nói đến kiểu như bổ nghĩa cho mệnh đề chính. Đấy, có hai cái with, with 1, with 2. Rồi tức là có hai cái bổ nghĩa. Tiếp theo thì nó phải có chủ ngữ chính, tức là whisper discussion. Đó, và đây when quite unnoticed, tức là động từ của chủ ngữ chính. Nhưng mà about how ấy, tức là mệnh đề danh ngữ bổ nghĩa cho cái chủ ngữ chính đấy đây, 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 là phân tích ngữ pháp nhưng mà thôi bỏ qua đi nào with cái room là full of croaking bullfrogs tức là những cái con bullfrogs nó đang croak nó đang ồm ồm ravens con quạ và nó call đúng không tức kiểu nó đang uh, quắc quắc right Downpour, đó là cái cơn mưa mà nó gọi là mưa tầm tã luôn nhá, mưa rào luôn nhá. Clatter, tức là kiểu âm thanh nó choang choang nó đập vào nhau, mà nếu mà kiểu cơn mưa đúng không Thì tức là nó đang lã trã Và nó đập Pell tức là đập Rồi hết Unnoticed tức là không được để ý đến Đúng không Vậy thì tức là cái cuộc hội thoại Nó diễn ra này Khá là không được chú ý đến ừ. Akio À thế à <laughs> Ok Akio Rồi So I've been suspecting I've been suspecting this ever since Filch accused you of ordering dung bombs. Because it seemed uh, such a stupid lie, Hermione whispered. I mean, once your letter had been read, it would have been quite clear you wouldn't, on you were uh, ordering them. Tớ thì đã nghi ngờ cái điều này kể từ khi ông Phil, ông ấy tố cáo cậu là đang đặt hàng những cái quả bom thối. Suspect, nghi ngờ, và tiếp theo accuse ai đó of doing something thì tức là vu khống, tố cáo, đấy. Ok nha, và tiếp theo đây Bởi vì nó có vẻ như là một cái lời nói Lời nói dối rất là ngu ngốc Đấy, Harmony thì thầm này Ý của tớ là một khi mà lá thư của cậu đã bị đọc á Thì nó sẽ rất là rõ ràng Khá là rõ ràng Rằng cậu không có đặt hàng Những cái quả bom đó Once, đúng không? Tức là một khi Nó nói đến cái điều kiện diễn ra Rồi, rồi. Cái gì? Hôm trước mình lướt được một cái video á ở ờ, nó um, cái cái bạn trong video đó bảo rằng cái từ này thực tế đọc là ư ừ, đúng rồi nó sẽ có hai cách đọc mình đọc là Warren hoặc là kiểu Warren đều đúng mà đấy thực tế cái cái từ Warren nó có cái này nó nó nuốt âm lại này. rồi Warren ordering them thế cho nên là you would have been in trouble at all thế cho nên là cậu sẽ không có gặp bất cứ rắc rối nào đâu right? it's a bit of a feeble joke isn't it But then I thought, what if somebody just wanted an excuse to read your mail? Well then, it would be a perfect way for Umbridge to manage it. Um, cậu nếu có thì sẽ... Từ từ, nếu có này, thì sẽ không ở trong bất cứ một rắc rối nào. Đấy, bởi vì at all tức là không hề, đúng không? Không hề có. Đấy, nó có vẻ như là một cái trò đùa mà nó vô cùng là nhạt, có đúng không? Nhưng mà rồi tớ nghĩ rằng nhỡ như ai đó chỉ muốn có một cái cớ để mà có thể đọc thư của cậu sao? Ờ, nếu như thế thì nó sẽ là một cái cách rất là tuyệt vời để cho bà Umbridge để có thể quản lý nó. Phi tức là yếu ớt. Và đây là một cái trò đùa mà nó gọi là nhạt. Không có kiểu như sự buồn cười ở đây cả. Excuse, cái cớ nhé. Và đây là muốn một cái cớ để mà làm một cái việc gì đó này. Hết rồi, manage, quản lý. Ừ. Uhm cái gì bạn đó bảo đọc là Warren là sai nên không nghe được no không Warren là vẫn đọc được nhá yeah, Warren nó vẫn có cái cách phát âm như thế à, còn nếu mà bình thường người ta nói người ta nuốt âm người ta kiểu như là nói nhanh ấy thì nó sẽ là Warren uh, Warren uh, Warren chứ Warren vẫn đúng nhé rồi tiếp theo này Well then tức là à nếu như mà thế rồi tip of Feuch let him do the dirty work and confiscate the letter then either find a way to a way of stealing it from him or else demand to see it. I don't think Fields would object. When he ever stuck up for a student's right, uh, a student's right, Harry, you're squashing your frog. Now, bà ấy đã gọi là bà ấy đã gọi là bơm thông tin cho Fields để ông ấy làm cái công việc bẩn thỉu. Uh, uh, và tịch thu cái lá thư sau đó hoặc là sẽ tìm một cái cách nào đó để mà đánh cắp cái lá thư từ ông ta. Hoặc là sẽ yêu cầu được nhìn thấy, được gọi là uh, đọc cái lá thư đó. Tip off. Nó gọi là tip somebody off. Tức là mình truyền tin. Được. Mình tiết lộ cái thông tin gì đó. Thường là kiểu thông tin mật đó Cho ai đó. Đấy. Let him do the work. Tức là để ông này đúng không? Đi tịch thu thay vì bà ấy. Kiểu cho đi đòi nợ. Đấy. <laughs> Tức là kiểu cái công việc này đúng không? tự ông ta phải làm Confiscate Tức là tịch thu nhá Confiscate Rồi Either cái này or cái kia Rồi Thế thì hoặc là sẽ đánh cắp lá thư từ cái ông uh, Filch Hai tức là yêu cầu ông ta phải đưa thư cho mình I don't think Filch would object Tớ không nghĩ rằng ông Filch ông ấy sẽ từ chối đâu Đấy um, Đã từng có bao giờ ông ấy đứng lên để mà bảo vệ quyền của một học sinh chứ đây stick up for something tức là mình đứng lên mình chống lại đúng không mình đứng lên mình bảo vệ một thứ gì đó là về stick up for nha cái students right tức là quyền lợi của học sinh này Harry cậu đang đè bẹp cái con ếch của mình kìa squash đúng không tức là kiểu ép bẹp nó xuống này, Harry looked down he was indeed squeezing his bullfrog so tightly its eyes were popping he replaced it hastily upon the desk it was a very very close call last night Him, i just wonder if uh, umbridge knows how close it was silencio harry ngước nhìn xuống quả thực cậu ta đang ép cái con ếch của mình nó rất là chặt đến cái nỗi mà cái đôi mắt của nó nó đang lồi ra đấy chúng ta sẽ có cái từ đây squeeze đúng không tức là ép xuống so tightly một cách rất là tight rất chặt nhé cái thứ gì mà nó pop tức là nó kiểu bị um, gì nhỉ lồi ra đấy hoặc là kiểu bị 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 gọi là bóp vỡ bị phọt ra nha gọi là pop cái đấy right. các bạn gọi nặn mụn á thì nó gọi là pop cái mụn này đấy, đấy đấy pop a zit rồi cậu ta này cậu ta thay thế cái con Sao từ từ ít ở đây là gì nhỉ à thay thế cái con ếch đấy vội vàng không cậu ấy chính xác ra là kiểu đặt lại cái vị trí của con ếch nhá vội vàng đặt lên bàn lên trước mặt bàn. The haste tức là cái sự nó gọi là vội vã hoặc là nước kiệu của con ngựa và đây là hasty, một cách vội vã này. Quả thực là nó kiểu vô cùng là là mạo hiểm. Nó vô cùng là kiểu suýt soát vào tối hôm qua. A call. Đó, a call thì tức là kiểu một cái quyết định hoặc là một cái tình huống. Và nếu a close call tức là một cái tình huống suýt soát. Đấy, tớ tự hỏi là liệu bà Umbridge có biết rằng nó suýt soát như thế nào không? Uh, silencio, the bullfrog on which she was practicing her silencing charm was struck dumb, mid croak, and glared at her reproachfully. Uh, if she'd caught snuffles, cái con ếch mà cô ấy đang luyện tập cái bùa chú im lặng với con ếch đó thì nó bị làm sao nhỉ? Nó bị um, struck dumb, tức là nó bị tấn công, ếch ương đúng không? Cái con ếch ương ồm ồm á từ từ nó bị struck dumb tức là kiểu nó bị làm đơ nha nó bị làm đơ mid croak tức là kiểu nó đang kêu ộp ộp ấy tự nhiên nó bị làm đơ Đấy, và khi đó con ếch nó nhìn chằm chằm nó nhìn chừng mắt về phía của harmony một cách đang um, oán trách Đấy. rồi chúng ta sẽ có cái từ này nhé phân tích cho mọi người này đầu tiên đó là strike somebody dumb Đấy. cái phrasal verb của nó đấy, cái nguyên gốc của nó đấy, tức là khiến ai đó trong trạng thái sững sờ, kiểu ngạc nhiên quá, sững sờ quá, đấy không thể nào tin được vào. Ấy. Rồi còn nghĩa đen của nó đúng không? Thì tức là nó khiến cho ai đó đơ người, kiểu đánh cho người ta đơ, ấy. đánh cho người ngu <laughs> cái gì nó gọi là kiểu đánh cho ai đó ngu người luôn này. Right. Nhưng mà đấy là kiểu nghĩa đen thôi. Nhưng còn nghĩa bóng nhé, tức là làm cho người ta đơ. Ấy. Meet tức là đang trong cái quá trình mà nó croak tự nhiên nó bị đơ Uh, reproach tức là có cái sự oán trách ở đấy chỉ trích ở đấy glare chừng mắt nhìn ý của tớ là nếu như mà bà ta bắt được snuffles harry finished the sentence for her uh, he probably be back in Azkaban this morning he waved his wand without really concentrating his bullfrog swelled like a green balloon and emitted a high pitch uh, high pitch whistle nếu như bà ta bắt được Snuffles, tức là cái ông Sirius, thì Harry kết thúc ở cái câu nói đó cho cô ấy, cho con bé Harmony. Có lẽ là chú ấy sẽ phải quay lại tù Azkaban vào buổi sáng hôm nay. Có thể vẩy cái đũa thần của mình mà không hề thực sự là tập trung. Cái con ếch nó phồng lên như là một cái quả bóng bay màu xanh. Và sau đó thì nó nó phát ra một cái tiếng còi vô cùng là the thé kiểu tiếng còi mà nó gọi là tông tông điệu cao á, thì chúng ta sẽ có từ gì nhỉ um, emit đúng không emission tức là khí thải hoặc là thứ gì mà nó kiểu nó được um, được 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 đưa ra bên ngoài thế thì emit nó có ở dạng động từ ấy, ý của nó là phát ra có thể ấm, đi về ánh sáng hoặc là âm thanh nhá? whistle tức là tiếng còi high pitch tức là cái pitch cái ngưỡng cái mức độ của nó cao rồi Now, Silencio này, set Hermione hastily, pointing her wand at Harry's frog, which deflated silently before him. <coughs> well, he mustn't do uh, it again, that's all. I just don't know how we're going to let him know. We can't send him an owl. Uh, Silencio này, tức là im lặng đi đúng không? Hermione nói rất là vội vã, chỉ cái đũa thần của cô ấy vào con ếch của Harry. Thứ mà nó bị xẹp nhép, nó deflate. Tức là nó bị uh, xẹp Nó bị xẹp đi trong cái trạng thái Im lặng, Đấy, trước mặt bọn họ uh, Chú ấy không được làm Cái điều đó một lần nữa Đấy, chỉ có vậy thôi Tôi không biết làm thế nào chúng ta sẽ Let him know, đúng không? Tức là kiểu báo cho chú ấy như thế nào Chúng ta không thể nào gửi cú cho chú ấy được Inflate Tức là kiểu bị phồng lên Deflate, tức là bị xẹp xuống Đấy, rồi uh, Alright Now, I don't reckon he'll risk it again. Said Ron, he's not stupid. Uh, he knows she nearly got him. Silencio. Okay, the large and ugly raven in front of him let out a derisive, now derisive uh, call. Có thể mình đọc sai nhé, từ đấy. Cock, call, call. xem lại xem nào. Call, chắc là như vậy. Call. Đúng rồi, call, right. Nào, tôi không nghĩ là chú ấy sẽ liều lĩnh một lần nữa nữa đâu. Ron nói, Chú ấy không ngu mà, chú ấy biết rằng là bà ta đã gần như là bắt được chú ấy, à, cái con quạ lớn và xấu xí trước mặt Ron thốt ra một cái tiếng co nó vô cùng là derisive, tiếng co nó giống như kiểu là bây giờ cái tiếng co nó 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 đang mê sảng ấy, hay là kiểu nó đang derisive, Ờ nó đang mê sảng ấy đấy. Nó đang kiểu kiểu loạn loạn đấy Thì đấy gọi là derisive nha Thường nó bổ nghĩa cho một cái danh từ đằng sau À còn một ý nghĩa nữa Nó có nghĩa là Thể hiện sự chế nhạo Right Nha thường nó có hai đúng rồi Chế nhạo nó có hai ý nghĩa cơ Đấy một người mà kiểu giống kiểu mê sảng Xong rồi điên điên loạn loạn đấy Cũng có thể dùng cái từ derisive này để mà miêu tả nó Đấy nhá Đấy một người điên điên loạn loạn đó đấy right. thì đây trong văn cảnh này khả năng cao là cái con quạ này này nó điên loạn này. Rồi, now the raven called uh, more loudly. Nó co co đúng không? Nó còn lớn hơn. Co co kiểu thế. It's the way you're moving your wand, said Hermione watching Ron critically. You don't want to wave it. It's more a sh it's more a sharp uh, a sharp jab. Rồi. Con con quạ thì nó còn co nó lớn hơn. Đó là cái cách mà cậu chuyển động cái đũa thần của mình, cậu di chuyển cái đũa của mình ấy. Hermione nói và nhìn Ron một cách đầy sự chỉ trích. Phê bình. Cậu sẽ không muốn vẩy nó đâu. Nó giống như kiểu là cậu đang chọc và nói. Đó cái từ jab ở đây này chính là kiểu như chọc. Chọc rất là nhanh, nhưng mà đây kiểu chọc theo kiểu là sharp. Tức là cái cú chọc này nó diễn ra nhanh nhá, jab. Ừ. Ravens are harder than frogs. Set Ron testily. Fine, let's swap. Uh, Hermione seizing Ron's Raven and replacing it with her own Fat bullfrog rồi đọc đến đây nha. Con quạ thì nó cú hơn con ếch. À, uh, sorry, <laughs> cú hơn con ếch. Nó khó hơn con ếch. Ron nói một cái cách nó vô cùng là tức tối. Test, uh, test, đúng không? Bài kiểm tra về test, testy á, tức là kiểu nó đang giống kiểu thách thức hay là giống kiểu đang giận dữ, uh, bởi vì là nó khó, nó khó chịu. Bài kiểm tra mà đúng không làm sao mà kiểu làm được hết đấy thì đấy ý của nó coi như kiểu khó chiều nhá một cái cách mà nó đang tức tối nó đang kiểu phụng phịu hay là nó đang giận dữ bởi vì không đạt được ý ký, ý, muốn của mình ấy. testy đấy, nó có những yêu cầu rất là cao đòi hỏi rất là cao thì đấy gọi là testy ờ, vậy thì đổi đi đấy, à, Harmony nói này rằng lấy con quạ của <laughs> rằng lấy con quạ <laughs> con quạ của Ron và sau đó thì thay đổi thế chỗ nó với cái con con ếch của cô ấy rồi nhá yeah, rằng lấy dành lấy ok các bạn nhớ là có thể lên phở bò nhá theo dõi mình cái trang của mình nhé. có rất là nhiều tài liệu IELTS miễn phí này Đấy, rồi là những cái tips phương pháp để mà học IELTS cho nó hiệu quả cũng như là tiếng Anh nhé còn xem lại thì các bạn lên đây Đó, đây là cái trang tương, tương tác chính nhá nền tảng chính các bạn có thể lên đấy có nhu cầu học IELTS thì cũng có thể tham khảo nhé rồi ngày mai thì mình sẽ quay lại livestream vào 10 rưỡi các bạn có thể quay lại ở đây Đấy, chúc mọi người ngủ ngon nha, bye bye